Rồi, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thì anh em mình tiếp tục sẽ vô rừng để đi kiếm nấm mối nữa nha mọi người. Thì đợt trước thì nó nấm nó đã mọc một đợt rồi. Bây giờ là đợt hai nha các bạn. Một năm thì thường nó mọc được hai đợt. Thì không biết hôm nay anh em mình có trúng bánh như đợt trước hay không? Có trúng bánh ông Phú? Anh em mình lên núi luôn nha các bạn. Thôi giờ anh em mình tập trung đi kiếm để có nấm thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Biết đường đi không ạ? Đây là các bạn ơi, bây giờ mới anh em mình mới lên được một đoạn rồi nha các bạn. Thì Phú đã phát hiện một ổ nằm trong kia kìa. Anh em mình từ đây dòm vô thấy được vài tay nấm nha các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đi vô đó coi cái ổ này có lớn hay không. Khó đi dữ à. Giờ bụi gai cũng ban vô nữa hả Phú? Ấy tan luôn hả? Nắm nè các bạn. Rồi anh em đi hơi chảy thì nấm nó có tàn hết nha các bạn. Rồi mọc dài qua anh kia. Ừ, nó mọc dài qua anh kia luôn. Nè, tàn hết nè khác. Ừ, thấy à. Bây giờ mày nhổ nha, để tao quay nha. Mày xuống dưới mày lựa mấy nấm đi. Ừ, cái nấm nó bự kìa, đưa đưa cho các bạn coi nè Phúc. Phúc, đây nè, đưa cho các bạn. Trời, cái nấm nó bự kìa các bạn. Thấy không? Quá, uổng quá, tiếc quá. Anh em đi chảy quá rồi. Thôi anh em nhổ đi, đi ra rồi giờ. Rồi tính tiếp. Dạch ra hết luôn, dạch ra hết luôn. Dạch ra hết rồi xong rồi nhổ. Nó lên vậy dạch gì nữa. Đó, cứ nhổ đi, cứ nhổ đi. Ây da. Đây các bạn ơi, thì bên cạnh đó thì cũng có được một số nấm búp nha các bạn. Đây nấm búp đang lên nè các bạn. Mới còn nữa hay không? Trời, nó mọc dài vô trong kia luôn các bạn ơi. Thôi, để tao vô tao quay cho. Để xuống nhỏ mấy tay kia. Thì giờ xuống đi, để tao lên tao coi. Ông Vinh đi, đừng ông để đâu á. Nằm trong đây ai đâu mà thấy. Nè các bạn ơi, nó mọc dài. Từ lúc mình phát hiện ở dưới đó nó mọc dài lên trên đây, nó mọc qua bên đây à, các bạn thấy không? Nó mọc dài qua bên đây rồi nó đâm thẳng xuống kia luôn, các bạn thấy không? Trời ơi, nó mọc quá trời luôn mà bị tàn hết đi nha các bạn. Thôi bây giờ anh em mình tập trung nhổ hết thì xuống phía dưới coi nó có mọc ở phía dưới đó nữa hay không. Có luôn rồi các bạn ơi, bạn thấy không, ổ này rất là lớn nha các bạn. Rồi ok, bây giờ anh em mình sẽ tập trung nhổ nha. Thôi về nhà, về nhà rồi mình sơ chế sao, lấy ăn cái cọng thôi, nó tàn quá bỏ cái dù chứ sao giờ. Có sâu không? Có rồi nè. Đập đó, đập đó. Thì cái nấm này trong khi mà mình để lâu quá mình không nhổ nha các bạn thì nó sẽ có sâu. Nào, anh em mình qua tới bên đây luôn nha các bạn. Đó, thì Phú đang nhổ đây, đây, đây và bên đây nữa. Mà nó mọc dài từ bên kia mọc qua đây nha các bạn. Nấm này thì đã tàn rồi nhưng mà mình cố gắng mình sẽ lấy lại, mình ăn được cái cọng nha các bạn. Lấy cọng thôi, lấy cọng thôi, tàn quá rồi đâu có đó ăn cũng đâu có ngon gì nữa đâu. Nắng lên nữa
Các bạn ơi, thì mình vừa nhổ xong được nhiêu đây khoảng 1 ký nấm, thì anh em mình ngồi nghỉ mệt thì mình giờ qua bên kia mình tiếp tục, mình thấy một ổ nấm tàn nữa nha các bạn. Thôi bây giờ để mình qua mình quay cho các bạn xem luôn, mệt quá đang ngồi nghỉ thì mình dòm qua mình thấy luôn nha các bạn. Đúng rồi, nhiều không? Trời, nó mọc trên kia nó tàn hết rồi mày ơi, mọc trên kia nó tàn hết rồi, ở trên cái vách đá nữa kìa, tàn hết ráo luôn rồi. Tàn hết nha các bạn, anh em mình đi quá trễ rồi, trên vách đá rồi nữa. Thôi nhổ đi, ăn lấy cái cọng thôi. Còn cái bịch này là hồi nãy nha, cái ổ hồi nãy nha các bạn, mà mình cũng cái ổ này là ổ của hồi nãy nha các bạn, nhưng mà mình cũng lấy cọng được à. Cái bịch này là toàn là cọng không chứ không có tay nắm nha các bạn. Tiếp tục giờ phát hiện ổ này cũng giống vậy nữa, tàn hết nha các bạn. Rừng này giờ còn nấm tàn không à, cái nấm búp hiếm ạ. Bên đây nữa nè. Rồi thì anh em mình đã xuống núi nha các bạn. Thì bây giờ anh em quyết định là sẽ đi về nhà, đổi xe đi lên dưới rừng dưới nha các bạn. Thì không biết có hay không, bây giờ anh em mình quyết định đi tiếp. Mình vừa về tới nhà thì chị mình phát hiện ra được một ổ á, mình chạy ra mình quay cái ổ này luôn rồi các bạn. Cái ổ này là toàn là nấm búp không rồi nha, cực kỳ ngon luôn. Cái này cỡ 2 giờ chiều á, ra thêm lần nữa chút nữa ra gần nhà mình mà. Ok thì khi mà nhổ xong cái ổ nấm nhà chị mình á thì mình quyết định về nhà xào nấm để ăn cơm nha. Thì nấm này thì mình sẽ xào với mướp. Thì các bạn biết rồi, nấm ngọt rồi kèm thêm mướp ngọt nữa thì tối tối nay ăn món này tối nay ngủ khỏi đôi nón luôn nha. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì mọi người mà có thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực để làm nhiều video khác hay hơn nha mọi người. Chào mọi người nha.